là mềm. Đấy. Thì hôm nay mọi người qua xem giày thì đây, mọi người đang trải nghiệm là cái đôi, đây là đôi Pro 3. Đây có cái đôi Tip Fly và đôi Button 12. Đây là đôi Invisible. Thì em cứ trải nghiệm đi, thử xem là các đôi như thế nào. Đấy, em khi em cảm nhận giữa đôi của em đang đi ấy, đôi này của em đang đi hoặc là một chân của đôi này một chân đôi kia, để cảm nhận xem nó như thế nào. Em phải cảm nhận đôi Pro 3 nào, so với cái đôi em đang đi đấy. Chạy không biết được. À, mới đi vào chưa cảm nhận được nhiều đúng không? Mình cứ đứng dậy mình thử cảm giác đó, mình cứ thử cảm giác xem như thế nào. Cái nó cong cảm giác cái điểm tiếp đất nó sẽ khác thế đúng không? Ừ, cong lên. Nó sẽ cong lên, nó sẽ có cái tốc từng đi. Có cái tốc độ đấy. Nó sẽ tốc độ hơn em, lên hơn khá nhiều so với những dòng bình thường mà để bằng thì nó cho mình cái tập luyện hàng ngày thôi, nhưng mà cái này sẽ cho mình thêm cái sự tốc độ của mình. Trong đôi này nó hoàn thiện tốt hơn hẳn nhỉ? Đúng rồi, đôi này thực ra với dòng cả cái dòng của Dark ấy, thì anh thấy là cái dòng Pro 3 này rất nhiều người rất là quan tâm đến cái Pro 3. Và trong cái năm nay thì anh thấy là cái Pro 3 cũng là một cái mà của cái hãng Adidas họ hoàn thiện rất là tốt, cái mẫu mã các kiểu cái cũng ổn, cái định với cái Button 12 thì cũng khá nhiều người hỏi cái Button 12 à. Còn anh thấy bên ASICS có một cái đôi đang hot ấy, đôi gì? Nó là cái Novan Black 4 thì nó cũng rất là ok, từ cái thời Novan Black 3 xong Novan Black 4 ấy. Đỏ mấy cái vạch bên này à, rồi cái đôi đấy là đôi cũng là dòng đua hay là super gì nhỉ, Super Sport đúng không? Đôi màu đỏ đúng, dòng này cũng cao phết đấy. Trong cái dòng mới của đấy nó cũng khá là êm, nhưng mà riêng cái dòng kia, dòng đấy thì nó êm nhưng mà đồ này của nó lại không bằng được cái những cái dòng cao cấp của Dark thì là của Nike. Tức là nó được cái là cái đồ êm, êm thôi chứ còn đồ này thì vẫn không bằng được những cái dòng như là của các hãng khác. Cái độ bền thì sao? Đồ bền nó cũng bền tốt. Đồ bền được. Đồ bền được, nhưng mà đồ này của nó lại không bằng được những cái đôi của các cái hãng tốt đó. Đi vào khác hẳn nhỉ? Ừ, đúng rồi, em đi vào em khác hẳn nhau từ là cảm nhận được đấy. Nhiều bạn là đến đây là cảm nhận được luôn. Nó thử giày đôi này giày kia thôi, một chiếc đôi này một chiếc đôi kia, đấy, cứ một chiếc bên trái một chiếc bên phải, xong thử cảm nhận, thử lên gương là xong mình chạy mình cảm nhận luôn trên gương, xoay gương mình cảm nhận luôn độ nhẹ độ nhẹ của đôi từng đôi này còn mấy vòng. Đôi Pro 3. Đấy, của anh là có tận 3 màu đấy, còn có cả màu đen nữa đấy. Em có thích màu đen không? Chắc em lấy màu đen. À, màu đen nhé, ok, thì để anh lấy màu đen cho em. Từ màu xanh, màu đỏ, màu đen và màu cũng là màu xanh. Xanh cúm, cái màu xanh đấy thì hiện tại thì cũng đã sắp hết rồi. Bây giờ đây còn 3 màu đúng không? Còn 3 màu thêm. Còn xem màu xanh cúm hết rồi. Còn xe rồi.